Trên mạng hiện nay thì nhiều người sử dụng vitamin E đỏ vì nó giá rẻ. Hơn nữa thì nhiều chị em bán hàng đang thần thánh hóa cái sản phẩm này, nó khiến nó trở thành hot. Em không nói vitamin E đỏ của Nga không tốt, mà em nói là cái sản phẩm này chưa phải là sản phẩm tốt nhất ở thị trường hiện nay. Bây giờ thì mời các chị cùng đón xem là vitamin E đỏ của Nga và những cái dòng vitamin E nào mà tốt nhất ở trên thị trường. Tại sao thì vitamin E đỏ của Nga thì được nhiều chị em tìm kiếm? Một vài năm trở lại đây thì nhiều người biết đến cái vitamin E đỏ của Nga. Và đây nó là cái cụm từ tìm kiếm mà khá nhiều người đang tìm kiếm ở trên mạng và trên Facebook. Vitamin E đỏ của Nga nó có giá từ vài chục cho đến vài trăm nghìn. Nên là chị em thường mua để trải nghiệm sản phẩm. Hoặc là có người quen mua thì rủ nhau cùng đặt hàng. Vì vậy là cái sản phẩm nó trở nên là phổ biến và gần như là hot ở thị trường hiện nay. Vitamin E đỏ của Nga thì nó có những cái loại nào? Thị trường vitamin E đỏ của Nga tại Việt Nam thì nó có hai cái thương hiệu đình đám mà em đang cầm ở trên tay đấy ạ. Một là vitamin E đỏ Mizola 270 mg. Cái thứ hai nữa là vitamin E đỏ Gentiva 400 mg. Đây là hai cái hãng khác nhau, đều là E đỏ của Nga nhưng mà ở hai hãng khác nhau. Nên là mọi người cần phân biệt, tránh là đánh giá nó cùng một hãng. Dòng vitamin E đỏ Mizola này ấy, hiện nay nó có cả loại 400 mg, có dạng vỉ và có dạng viên màu vàng, nhưng mà phổ biến nhất, nhiều người lựa chọn nhất đấy là dạng hộp 270 mg này. Dòng thứ hai, vitamin E Gentiva thì là nó có cái loại 100 mg, 200 mg và 400 mg, nhưng mà trên tay em đang cầm đây là cái loại 400 mg mà được nhiều người tin tưởng sử dụng. Thì bây giờ thì em xin được bóc hai cái sản phẩm này ra để cho mọi người biết về cái sản phẩm bên trong nó như thế nào. Thì đầu tiên em xin được bóc cái sản phẩm vitamin E đỏ của Nga Mizola ra để cho mọi người biết. Bên trong sản phẩm thì có một cái hộp vitamin E đỏ của Nga Mizola, để gần lên cho mọi người biết. Thì hộp này là hộp nhựa tối màu, nắp nhựa. Ở đây thì có ghi đầy đủ thông tin của sản phẩm thì bằng tiếng Nga, số lượng là 30 viên, mỗi viên thì có cái trọng lượng là 270 mg. Dòng E này được chiết xuất từ thiên nhiên và có hàm lượng phù hợp. Giá thành của nó thì khá là rẻ, nó chưa tới 100 nghìn một hộp 30 viên nên là nhiều chị là đang tìm kiếm để sử dụng. Còn đây là cái dòng vitamin E Gentiva 400 mg, thì em xin được bóc ra để cho mọi người cùng nhìn. Đây ạ, sản phẩm bên trong. Bên trong sản phẩm thì có thêm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa bằng tiếng Nga. Hộp này được thiết kế là hộp này là hộp thủy tinh. Đây là dưới đáy hộp này, những thông tin này, 60 ml này. Ở trên nắp hộp thì có chữ Gentiva, mọi người cùng để ý ạ. Dòng vitamin E Gentiva này thì cũng được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như là dầu thực vật này, gelatin. Một hộp vitamin E Gentiva này thì nó có khối lượng là 30 viên. Thì em xin đổ ra tay để mọi người biết thực tế về cái viên E của Gentiva ở bên trong nó như thế nào. Thì đây ạ, đây nó là một cái viên nang màu đỏ, sờ vào nó có độ cứng. Thì đây là một viên vitamin E được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên. Nên là các chị yên tâm khi sử dụng và lựa chọn cái dòng Gentiva này. Nhiều chị em thì đang phân vân quan tâm là vitamin E của Mizola này so với là vitamin E của Gentiva thì loại nào tốt hơn. Thì em chia sẻ là tất nhiên là cái dòng vitamin E Gentiva này nó tốt hơn rồi ạ. Thứ nhất là hàm lượng của nó là cao hơn, nó là 400 mg. Cái thứ hai nữa là nó được chiết xuất từ những cái thành phần ở trong nó cũng tốt hơn. Cái thứ hai nữa là nó được chiết xuất từ những cái thành phần cũng tốt hơn. Nên nếu mà các chị lựa chọn vitamin E đỏ để sử dụng thì em khuyên là mọi người nên sử dụng cái dòng vitamin E đỏ Gentiva này. Còn cái dòng vitamin E Mizola này ấy, thì là nó khá là rẻ, nhưng mà công dụng của nó thì hiệu quả nó không được cao. Trước kia thì bên em có phân phối cái dòng này ấy, thì thấy là các chị khách là ít mua lại. Thì có hỏi thăm các chị là tại sao các chị lại dùng này, không thấy mua sản phẩm tiếp theo. Thì các chị bảo là chị dùng cái loại này rồi, chị thấy nó không hiệu quả lắm, nên là chị lại chuyển sang những dòng vitamin E khác. Vì vậy là em khuyên các chị là nếu mà có ý định dùng vitamin E đỏ ấy, thì nên lựa chọn cái dòng Gentiva này. Nó cao cấp mà nó chất lượng hơn so với là cái dòng
Mizola này. Nhiều chị em thì đang bán cái vitamin E đỏ này thì thần thánh hóa nó quá, nói là nó tốt nhất thị trường. Thì ở đây thì em cũng chia sẻ là cái sản phẩm này thì không phải nó không tốt, nhưng để nói nó tốt nhất thị trường thì hơi quá. Vì là ngoài cái sản phẩm này ra ấy, thì là các chị cần tìm hiểu thêm những dòng sản phẩm khác cao cấp hơn. Ở trên tay em đang cầm là những dòng sản phẩm mà em đánh giá nó rất là tốt và được nhiều người sử dụng. Đầu tiên là sản phẩm vitamin E Natumate. Đây nó là một thương hiệu đến từ Mỹ. Và cái hãng này thì nó cung cấp những cái sản phẩm thực phẩm chức năng rất là cao cấp. Hàm lượng là 180mg, được chiết xuất từ những thành phần thiên nhiên. Hai nữa, mà cái dòng vitamin E tốt hơn nữa là mọi người cần quan tâm đến là sản phẩm vitamin E của Blackmore. Và cái hàm lượng cái vitamin E này khá là cao, nó là 1000 IU. Và ở trên sản phẩm có ghi ở đây ạ, các chị để ý không biết các chị kỹ không, cái hàm lượng của nó là 670mg vitamin E, nó được chiết xuất từ hoa anh thảo. Nên cái dòng này khách hàng bên em sử dụng rất là nhiều, và nhiều chị dùng và quay lại sử dụng lần thứ 2, lần thứ 3 và trung thành với sản phẩm này, vì là giá thành của nó hợp lý mà chất lượng của nó khá là tốt. Nên là ngoài cái E đỏ của Nga ấy, thì các chị muốn những cái sản phẩm cao cấp hơn thì các chị tham khảo những cái dòng này. Và cần chú ý những gì mà khi mà mua vitamin E đỏ của Nga, thì nếu mà mọi người sử dụng cái dòng vitamin E Mizola ấy, thì mỗi ngày các chị uống một viên, thì uống liên tiếp cho em 3 đến 4 tháng thì mọi người dừng lại, sau đó khoảng 1 tháng thì mọi người lại bổ sung tiếp. Nếu mà các chị dùng cái vitamin E đỏ Gentiva này thì uống mỗi ngày một viên, nó có hàm lượng là 400mg, thì các chị uống liên tiếp cho em trong vòng 2 cho đến 3 tháng, sau đó các chị dừng lại 1 cho đến 2 tháng, sau đấy lại bổ sung tiếp. Thực ra thì đây nó là chỉ là cái thực phẩm chức năng giúp là chị em bổ sung vitamin E, nó khiến cho da được mềm hơn, mịn hơn và tan cholesterol trong máu, chứ nó không phải là thuốc chữa bệnh. Các chị nhớ khi là bổ sung cái vitamin E này thì là nên uống sau khi ăn, vì là vitamin E nó chỉ tan ở trong dầu chứ nó không tan ở trong nước, nên là chị em nên bổ sung sau khi ăn là tốt nhất. Và lưu ý là mua cái vitamin E đỏ của Nga này ở đâu, thì sản phẩm này hiện nay ở Việt Nam ấy, thì hai cái dòng sản phẩm này bán tràn lan, bán rất là nhiều. Và cái dòng Mizola này thì có giá dao động từ 30 cho đến 100.000. Còn cái dòng Gentiva này thì giá nó dao động từ 180 cho đến 400.000, tùy từng nơi bán. Sản phẩm này thì cũng xuất hiện thêm là hàng giả, hàng nhái, nên là chị em cẩn thận tránh mua phải hàng kém chất lượng. Như vừa rồi thì em có chia sẻ thì bên em có phân phối rất là nhiều cái dòng sản phẩm vitamin E khác, cùng với là những cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe như là collagen này, hay là một số dòng về sữa ong chúa. Vì vậy thì nếu mà các chị cần tư vấn thêm về sản phẩm vitamin E của Nga, hay là các cái dòng vitamin E cao cấp, hay là những cái dòng về bổ sung collagen sữa ong chúa, thì các chị có thể là liên hệ bên em theo hotline 0985 229900, hoặc là mọi người truy cập vào website là hoabeauty.vn. Cảm ơn các chị đã dành cái thời gian lắng nghe cái video mà em chia sẻ về vitamin E đỏ của Nga. Nếu mà các chị thấy cái video này hay thì ấn like và ấn chia sẻ giúp em. Đừng quên là ấn vào cái nút đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái video mới nhất về các cái dòng sản phẩm chất lượng. Nếu mà cái video em làm các chị thấy chưa hay, hoặc là thấy cần bổ sung điều gì, thì các chị hãy để lại comment. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.